Nội dung kinh hành trước đi. Có thời gian thì mình đi qua kinh khác. Ông kia ổng che với bà này chắc giác mau. Nhưng mà thật ra đó là mà làm mau hay là chậm là do mình, tại vì vấn đề là mình tưởng là cái nó đơn giản, cái nội dung này nó không có đơn giản, không hề đơn giản. Dạ, rồi bây giờ ông boss thì tôi 5 năm cái lợi ích của kinh hành giùm đi. Nghe cái tên thấy buồn rồi, kêu tên mới nổi buồn. Mà nghe kêu tên mới bảo buồn, nghe nói là mà sắp đi Miến Điện người ta luôn thấy cũng cũng nôn quá, sao đi Miến Điện rồi. À, bà con biết là hiện giờ là ngày Tam Tạng chính đang ở Mỹ á, ngày qua ngày giữ cái lễ đồng thổ công trình Tạng Kinh Cát, người đây thấy bây giờ đang chờ coi chư tăng điện ở trong nước có đi ra mà ở ngoài có đi vào hay không, nếu mà thấy vậy là ngon quá. Bởi vì tôi cứ thấy tình hình Miến Điện tôi cũng nhớ cái câu ca dao Việt Nam, trăm năm trong cõi người ta ai cũng được đi ra đi vào, nhỏ xíu tới như nước Lào nhân dân cũng được đi vào đi ra, đen thui đen thui như Angola người ta cũng được đi ra đi vào, mênh mông đến như nước Tàu người ta cũng được đi vào đi ra, chỉ riêng dân chúng Myanmar nhân dân không được đi ra đi vào. Rồi à, năm lợi ích, năm lợi ích, năm lợi ích mới có bốn thôi. Dạ, rồi năm rồi. Rồi, hôm nay chúng ta học về cái kinh gọi là kinh Chăn Ca Mát. Chăn Ca Mát đây là kinh hành. Đây là một cái chữ Pali mà tôi nghĩ rằng đó là bà con mình đó, đặc biệt các hành giả phải biết chữ này. Ừ, bởi vì chữ này là một chữ gắn liền với cái sinh hoạt của mình mà. Chăn Ca Mát là kinh hành ha. Đó là cái danh từ, còn cái động từ là Chăn Ca Mát Tí ha, động từ là Chăn Ca Mát Tí. À, thêm chữ tí làm sao nữa, còn cái danh từ là Chăn Ca Mát. Chăn Ca Mát nghĩa là working, working meditation. À, chứ còn mà đi tới đi lui thì không có xài chữ đó. À, đi tới lui không xài chữ đó, nhưng mà đi tới lui mà trong ý thức á, tỉnh táo tỉnh thức tỉnh giác á, thì được gọi là Chăn Ca Mát. Ừ. Thì cái năm lễ kinh hành á là bà con liếc bắt vô ai cũng nghĩ là mình hiểu rồi, nhưng mà vấn đề đó là trước khi mà nói đến năm cái này mình phải lại phải có cái phần dẫn nhập, cái phần đó rất là quan trọng. Có nghĩa là thế này, mình tu là mình tu tâm chứ mình không có cái tu tướng. Không, tu tướng tức là tu hình thức á, ví dụ như là trang phục miễn sao thoải mái thôi đấy, rồi chỗ ở miễn sao thoải mái thôi đấy, thức ăn miễn sao lành và sạch thôi. Lành và sạch có nghĩa là không có ăn ba cái đồ quá chất, ăn ba cái ê, đồ mà xuất xứ không rõ ràng rồi đó, không. Cho nên là đặc biệt ở đây là chú xứ lớn bé quan trọng chỉ sao thoải mái thôi. Không, nhà lá, nhà gỗ, nhà tường, nhà ngói, nhà đất, nhà gì cũng được hết, miễn sao thoải mái thôi. Ừ. Rồi thực phẩm không cần ngon miệng, không cần trang trọng, miễn sao sạch và lành thôi. À, cho dân trong nước nghe chỉ sạch và chỉ lành là hiểu không. À, chỗ ở, thức ăn, rồi thứ ba nữa là cái tư thế. Wow, bây giờ tới tư thế nào mà cảm thấy thoải mái thôi. Ví dụ như có nhiều người họ coi nặng cái chuyện thiền là phải ngồi, nhưng mà xin thưa đó là thiền chỉ samatha mới là ngồi hoặc là nằm, chứ riêng trong thiền quán ấy, thì cả bốn tư thế sinh hoạt căn bản gồm có đi đứng nằm ngồi hành giả liên tục thay đổi. Chữ liên tục đây bà con nghe cho kỹ không chịu hiểu lầm, liên tục đi không phải là mình ngồi được có 3 phút cái mình đứng dậy, không phải. Liên tục đi có nghĩa là hết cái thời hạn mà chịu đựng á, nghe nghe cho kỹ nha, hết cái thời hạn chịu đựng. Ví dụ như mình thấy ngồi như vậy như trung bình là 1 tiếng 45 hay là 2 tiếng phải đủ rồi thì mình đứng dậy mình đi, xong rồi nếu mà mình thấy muốn ngồi trở lại thì tiếp tục ngồi. À, còn không mình cần nằm mình vô mình nằm, nhưng mà nhớ là từng mỗi bước chân, từng mỗi cái động tác lớn nhỏ, lấy cái tay lên biết gãi vuốt biết biết rõ luôn luôn không.
rồi các nước biết là các nước biết biết đang đang có cái ý muốn uống nước, đang khát, biết cái khó chịu, biết cái khó chịu đó là tâm sân, đang khát muốn nghĩ tới nước thì mình biết cái muốn đó, đó là tham, biết 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 rõ, biết rõ. Cái quan trọng là cái đó, là cái chánh niệm, là chánh niệm chỗ đó. Ví dụ như mình niệm thọ thì mình biết rõ là mình đang ở trong tình trạng khó chịu, khát nước mà khó chịu, rồi khi mình uống mình thấy nó dễ chịu, biết nó là thọ lạc, đó là gọi là niệm thọ. Còn niệm tâm là mình biết đây là tâm sân, biết đó là đây là tâm tham, đó là niệm tâm. Còn niệm pháp thì cũng như vậy, mà niệm thay vì niệm tâm sân, niệm tâm mà niệm đây là tâm tâm sân, còn bên niệm pháp mình niệm đây là sân sân truyền cái. Còn bên niệm tâm mình biết đây là tâm tham, thì bên niệm pháp mình biết đây là dục truyền cái, chỉ vậy thôi. Không, còn niệm 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 thọ thì nãy niệm rồi, là niệm thọ là mình biết rằng đây là thọ lạc, thọ khổ. Còn niệm thân là sao, là biết rõ là đang rót nước, đang uống nước, đang nuốt vào, biết rõ đó là niệm thân. Không, đó là đó đó động tác uống nước, luôn luôn chánh niệm như vậy. Không, rồi thì tôi nhắc lại, tôi mà bà con vào trong Google, bà con đánh cho tôi cái chữ gọi là cross leg, cross là cắt ngang đó, cross leg tức là xếp bằng. Thì cái cross leg position nó gồm có nhiều lắm, mà nó có ba cái tư thế căn bản, đó là full cross leg hay là lotus cross leg tức là kiết già, còn có cái gọi là half cross leg tức là bán già, còn có cái kiểu ngồi mà tôi rất là thích đó là Myanmar. Myanmar position có nghĩa là cách ngồi của Miến Điện, nghe không? Cái này là của internet, của mấy người họ nghiên cứu tham khảo chứ không hẳn là Phật tử, nghe không? Thì cái Myanmar là chân trong chân ngoài, thay vì cái kiết già đó là mình xếp bằng lại hai cái bàn chân nó ngửa lên hết, gọi là kiết. Còn bán là chỉ có một bàn chân nó ngửa lên, còn bàn để giấu dưới gọi là bán. Còn Myanmar sitting thì kiểu ngồi đó là chân trong chân ngoài. Bà con đánh giùm tôi với Google, bà con đánh cái chữ là Myanmar sitting, hoặc là bà con đánh giùm tôi cái chữ pao nha, pao pao xe đo cũng được nữa, là trong đó có cái hình mà ngài ngồi đúng cái kiểu Myanmar đó, kiểu chân trong chân ngoài. Bản thân tôi thì tôi thích cái kiểu này nhất. Và còn hai cái bàn tay thì bà con thắc mắc là bàn tay phải để trên trái hay bàn tay trái để trên bàn tay phải, cái đó quan trọng không? Riêng tôi thì tôi thích là để hai cái bàn tay mình nó rờ hai cái đầu gối, không, ngồi kiểu Miến Điện ấy, chân trong chân ngoài là thấy tả rồi. Rồi còn hai bàn tay mình đâu có để thừa được, mình phải kiếm chỗ mình gả nó chứ, không? Đó là mình để hai bàn tay nó rờ hai đầu gối một cách ngồi rất là thoải mái, lưng thì thẳng, cổ thẳng, mông phải vững, mông mình nó phải vững, bàn tọa phải vững, cổ phải thẳng, mắt mình ngó thẳng về phía trước. Mà tại sao tu là tu tâm, mà tại sao phải hay bận tâm này một chút, là bởi vì khi mà mình không có chuẩn bị một cái tư thế ngồi cho đàng hoàng, lâu ngày nó thành tật, lâu ngày cái lưng bị khòm, không có hay, không có tốt. Không, cái chuyện ngó đẹp xấu không quan trọng, quan trọng nhất là nó có hại cho cái cuộc sống dữ lắm. Cho nên đây là lý do vì đâu mà trong kinh có xài cái chữ ú chú ca văn, cái nghĩa là ngồi thẳng lên. Ú chú ca văn, múc khăn mới đi thà chứ, hướng thẳng về phía trước, sau tiên cũng bắt tha bê tí, tập trung chánh niệm này, trong kinh dạy rõ như vậy đó. Thì đang nói về cái bài kinh kinh hành mà mắc cái chứng gì tôi đi một vòng làm sao. Lấy tôi muốn nói cái này, tư thế nào miễn là thoải mái thôi. Đừng, mình không có nhất thiết là phải ngồi nhiều mới được gọi là tu giỏi nha, nhớ nha. Chẳng hạn như cái dòng thiền Goenka đó, là họ đặt nặng về cái ngồi này, đặt nặng về cái ngồi. Thì tôi về khoảng này thì tôi, riêng bản thân tôi thì tôi thấy thì có lẽ là tôi không có đồng ý lắm cái chuyện mà coi nặng cái ngồi. Không, mà mình thấy trong kinh điển không có hề có một dòng nào mà Đức Phật mà ngài buộc mình phải làm cái chuyện đó hết. Mặc dù hãy mỗi đến lần nói thiền thì ngài có nói đến chuyện ngồi xếp bằng có, nhưng mà cái thời gian đó thì ngài không có đặt vấn đề. Mà cái quan trọng đó là mình gọi là tùy duyên. Không, tùy duyên. Quý vị ngồi mà từ ngữ thí dụ người ta có điều kiện, người ta ngồi 8 tiếng liên tục tốt, tôi nhấn mạnh nha, tốt, quá tốt, chứ không phải là tốt mà quá tốt nếu mà ngồi liên tục. Còn không thì tùy duyên, có nghĩa là sao, là bà con phải bảo đảm với tôi một chuyện là trong suốt
12 giờ 14 giờ đồng hồ trong một ngày, từ lúc rời giường ngủ cho đến lúc trở lại giường để ngủ trong đêm, thì bà con phải luôn luôn sống trong chánh niệm trong mọi sinh hoạt lớn nhỏ. Cái đó mới là cái quan trọng, đúng không? Còn cái chuyện mà con ngồi bao nhiêu thì cái đó tuyệt đối không quan trọng đó, mà phải bảo đảm cái chuyện chánh niệm, đúng không? Tức là mình ngồi mình thấy 1 tiếng rưỡi, 1 tiếng 15, 1 tiếng 45, 1 tiếng 25 không quan trọng, mà thấy nó đủ rồi thì đứng dậy đi, đúng không? Đi xong rồi trở vào ngồi, mà lần này không nhất thiết phải ngồi xếp bằng, mà ngồi lên cái ghế nào đó thoải mái, thòng chân xuống và tiếp tục chánh niệm đấy. Và khi nào thấy cần nằm quá thì thả người xuống nằm mà vẫn trong chánh niệm, và đặc biệt mỗi lần chuyển đổi quan nghi là phải tiếp tục chánh niệm. À, đang ngồi mà biết rằng nó khó chịu, biết 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 đây là khó chịu, hồi nãy tôi có nói rồi, niệm tâm hay là niệm thọ thì tùy, niệm tâm niệm thọ niệm thân niệm pháp tùy nha, tùy người, tùy thích hợp cái gì thì tập trung một cái đó. Trong Pali gọi là Pakatát, tức là ghi nhận cái gì nổi bật, cái gì mà mình thấy hợp với mình ấy. À, thì mình cứ ngồi cho nó thoải mái, đứng dậy mình đi cho nó thoải mái, xong rồi mình tiếp chỗ mình ngồi, mà kỳ này mình không xếp bằng nữa, mình ngồi mình thọng chân, mình thọng chân xong mình thấy nó cần nằm gần xuống mình nằm, mà trong lúc mà nó móng cái ý mà nó muốn cái tâm nó muốn ngồi muốn nằm, mà mình biết biết nó muốn nằm, biết nó là tâm tham đấy. Rồi khi mà thả cái người xuống mình thấy nó thoải mái đó, là mình biết rõ rằng đây là tham hay là đây là chánh niệm, mình biết rất là rõ, không đây là thọ lạc, đây là thọ khổ thọ hỷ gì thì mình biết rất là rõ. Ví dụ như mình ghi nhận về thân thì mình thấy nó thoải mái của thân, mình gọi mình ghi nhận đây là thọ lạc. Còn mình thấy cái tâm mình lúc nó thoải mái quá thì mình ghi nhận đây là thọ hỷ, không nhớ nha. Còn mình thả cái lưng xuống mình nghĩ nó đau quá thì mình niệm đây là thọ thọ khổ, cái khó chịu của thân là khổ, còn khó chịu của tâm thì gọi là ưu, nhớ nha. Còn cái cảm giác mà lững lơ con cá vàng ở giữa không hỷ không lạc không khổ không ưu thì đó gọi là xả, không xả. Đó. Thì cái quan trọng nhất là chỗ đó, và cái bài kinh kinh hành này nè là một cái cơ hội mà Đức Phật ngày dạy cho mình thấy rằng kinh hành đó cũng là một tư thế quan trọng, chứ không nhất thiết là phải nằm, à, không nhất thiết là phải ngồi nha. Và trong đây ngài có dạy rõ những cái lợi ích của kinh hành, thì mình thấy các cái quan điểm y học hiện đại người ta cũng đồng ý rằng là đi bộ là một phương pháp vận động cực kỳ lợi ích, vô cùng lợi ích. Và trong đây Đức Phật ngài cũng có dạy là cái người mà đi bộ giỏi á, không thường xuyên đi bộ thì là có cái khả năng là chịu đựng, có khả năng kham nhẫn, có khả năng chịu đựng trong những cái tình huống mà phải đi bộ, không? Atthana là nó đồng nghĩa với mắt gác, là con đường, không thì nó thoải mái, không thoải mái. Bởi vì một ngày nào đó quý vị phải nằm tại chỗ hoặc là phải đi xa lăng, các vị mới thấy cái thời gian mà mình còn có thể đi bộ, thời gian đó là thời gian vàng son của đời người. Thời gian vàng son, mà rất tiếc là có nhiều cái kẻ gọi là không có để ý cái chỗ này. Đến một ngày không còn đi bộ được nữa, phải ngồi một chỗ, phải nằm một chỗ, lúc đó họ mới thấy cái thời gian mà đi bộ, còn khả năng đi bộ được xê dịch được bằng đôi chân, đó là thời gian vàng son của cuộc đời. Đó là cái thời điểm mà chúng ta có thể chinh phục mọi nơi chốn, trèo leo đi chạy đều thoải mái, không mình có thể tới được những chỗ mình muốn. Các vị nào có đi du lịch thì biết đi du lịch là máy bay, tàu, xe lửa, xe bus, đúng không? Nhưng mà thực ra phải là người có khả năng đi bộ thì đi du lịch nó mới đáng, mới đã, không mới đúng, mới đáng, mới đã, ba chữ đề, không? Còn đi du lịch mà không có khả năng đi bộ, có cái chân mà nó có vấn đề, gặp cái chỗ mà cần leo leo không được, rồi có những cái quãng đường mà không có xe cộ gì hết mà mình phải đi bộ 1-2 cây số, và con mới thấy cái khả năng chịu đựng được cái đường trường đó, nó là một cái khả năng bằng vàng mà con người là phải có, phải biết trân quý. Và khi mình đi bộ như vậy đó, mình vận động cơ thể, mà đồng thời là lúc đó con mắt mình, nếu mình nói theo ngoài đời ở đây không nói tu hành gì hết, mình nói theo ngoài đời, à, còn hành giả là khác, hành giả là đi trong chánh niệm nha. Còn nói với người đời đi bộ nó là mình vừa vận động mà mình vừa đổi cảnh luôn. À, còn mình tập tạ hay là mình tập ba cái fitness hay là gym gì đó thì mình chỉ tập tại chỗ thôi, nó không có bì được, nó không có bì được cái anh mà đi bộ, anh mà mỗi lần là mỗi bước chân anh nó đẩy anh về một cái trời mới, không? À,
Cho nên cái có khả năng đi bộ thì nó chỉ có lợi cho mình thôi, à, khả năng đi bộ rất tốt, à, rất cần thiết, rất tốt, rất cần thiết. Và cái người thường xuyên đi kinh hành đó, thì người đó mới là người sở hữu được cái khả năng này, sở hữu cái quyền lợi này. Tôi cố ý xài chữ quyền lợi đi bộ. Khả năng đi bộ là một quyền lợi của cái người khỏe mạnh. Khỏe mạnh thì không nhất thiết phải trẻ, không không hẳn, vì 70 tuổi mà còn đi bộ giỏi, còn thích đi bộ thì đó là quý vị còn giữ lại được cái quyền lợi sau cùng của kiếp người. Bởi vì 70 là coi như cái gì cũng bỏ hết, ăn uống mua sắm du lịch bỏ hết mà cũng còn thích, nhưng mà lúc nó còn thích đi bộ đó là cái người đó còn còn có được gì, còn giữ lại được quyền lợi sau cùng của một con người, không có tốn kém gì. Đi bộ nó là một cái trò tiêu khiển, một cái trò vận động miễn phí không, mà để gọi là duy trì được khả năng đó thì anh phải thường xuyên tập luyện bằng cách là đi bộ. Và đối với hành giả nó có điểm đặc biệt như thế này, người ta cái chỗ này quan trọng này, cái chỗ này mà đây là một cái bài học bằng vàng. Chúng ta đã đi vô số kiếp, chúng ta đã đi bộ vô số kiếp không, mà đi toàn là bằng phiền não không, những cái bước đi đó là những bước đi trên đường mà cũng là bước đi dẫn vào sinh tử. Đấy, phải ghi cái này không, chúng ta đã đi bộ từ vô số kiếp mà mỗi bước chân trong cái cuộc luân hồi ấy chỉ là dẫn về nỗi khổ niềm đau, đi trong phiền não và đi để mà lún sâu và dấn bước vào cõi trầm luân. Nhưng mà kể từ hôm nay chúng ta biết Phật pháp, mỗi bước bước chân chánh niệm là mỗi bước chân đi về giải thoát, mỗi bước chân đi sang bến bờ giải thoát giác ngộ, mỗi bước chân chánh niệm là mỗi bước chân an lạc. Chúng ta phải tin chuyện đó như là chúng ta tin chúng ta có một cái đầu, có hai cái tay và có hai cái chân, đó là một sự thật. Ăn trong chánh niệm, uống nước trong chánh niệm, đi đứng trong chánh niệm, hít thở trong chánh niệm là chúng ta đang được an lạc và đang được thanh tịnh và đang từng bước đi về bến bờ giác ngộ. Tôi nhắc lại, chúng ta đã vô số kiếp đi đi nhưng mà chưa bao giờ đi như bây giờ hết. Bởi vì nếu mà chúng ta đã nhiều kiếp mà đi bộ trong chánh niệm thì bây giờ mình không còn ngồi ở đây đâu quý vị, không, hiếm lắm. Mà chính vì bây giờ bắt đầu biết đi, bắt đầu mới thật sự là đi như là một con người, đi bằng những bước chân của hiền thánh. Đấy, cái đó mới gọi là chăng ca mát, nhớ nha. Đi đó mới đi chăng ca mát. Còn đi cái kiểu mà phóng dật thất niệm, đi cái kiểu mà phiền não, đi càng đi để mà chìm lún trong cái đam mê, trong khổ lụy, cái bước mỗi bước chân như vậy chỉ đẩy mình về cái cõi trầm luân, quay về cái bờ bến cũ thương đau của máu lệ. À, còn mình kể từ bây giờ từng bước đi trong chánh niệm thì đó là từng bước đi về giải thoát, từng bước an lạc. Đấy, và cái lợi ích đầu tiên đó là nó về về sinh học ấy, à, về thể lý thì những bước chân kinh hành này nó giúp cho mình thêm cái sức mạnh, cái khả năng đối phó với những đường trường, với những dặm trường. Đấy, và cái tiếp theo đó, cái tiếp theo đó là nó thêm cho mình khả năng tinh tấn. Bởi vì các bạn biết khi mình ngồi hoặc khi mình nằm đó, mình có biến lười như con heo đi nữa thì mình vẫn có thể ngồi yên, mình vẫn có thể nằm yên, không, có thể đứng yên, nhưng mà riêng cái đi thì không. Đi chỉ cần nó thiếu một giọt tinh tấn thôi là nó đã không đi nổi, thiếu một giọt cũng đi được. Thì đứng mình có thể làm biến, mình đứng mình kiếm cái chỗ nào đó mình tựa vô mình đứng cả giờ được, làm biến mà. Mình ngồi cũng có thể ngồi trong lòng biến, mình nằm thì khỏi nói rồi, mình hoàn toàn có thể nằm trong cái lười biến. Nhưng mà đi thì không, anh thiếu một chút năng động trong ý thức thì anh không có dỡ cái bàn chân lên được đâu. Cho nên cái lợi ích thứ hai của tinh thần là nó tăng cường khả năng tinh tấn. Đấy, nhớ nha, ba cái tư thế kia thì hoàn toàn có thể được thực hiện bằng sự biến lười, đấy, chay lười, lười nhác, biến nhác. Riêng cái tư thế mà đi đó là tư thế nó chỉ là phải là tư thế của một sự cố gắng, được thực hiện bằng sự cố gắng. Còn cái lý tưởng của nó là gì thì tùy, đi bằng phiền não, đi bằng chánh niệm thì đó là chuyện mình miễn bàn. Nhưng mà cái chỗ này chuyện đầu tiên mình phải nói, đi riết nó là tăng cái khả năng gọi là tinh tấn. Và thưa với bà con ấy, nhiều năm về trước khi mắt nhìn thấy trên đường hay là đọc trung báo, coi trên màn ảnh tivi mà tôi thấy những cái người dân nghèo ở mấy cái xứ mà chậm phát triển ấy, như là Phi Châu hay là Ấn Độ, Việt Nam, Lào, Thái, Campuchia, ví dụ như vậy, tôi thấy những chưa nắng chang chang mà tôi thấy như người ta đi chân đất ấy, à, tôi đi bộ tôi thương lắm, tôi nói trời ơi, ước gì cả thế giới ai cũng được như
Âu Mỹ hết vậy đó, đừng có cái cảnh mà trưa nắng chang chang mà đầu đội trời chân đạp đất mình đi thế này thấy không muốn luôn ngồi tiếng nào hết. Nhưng mà bây giờ lại khác, bây giờ tôi già rồi, bụng tôi nó to rồi. Hồi xưa mình trẻ tôi thì chữ V nha, V V xuôi, ngực thì lớn mà bụng thì nhỏ, bây giờ tôi già bụng tôi nó lớn mà cái ngực tôi nó nhỏ, thì lúc bây giờ tôi lại hiểu được chuyện khác. Phúc thay cho kẻ nào còn có khả năng đi bộ đấy. Phúc thay cho kẻ nào còn có khả năng đi bộ, đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, phúc thay cho kẻ nào đi, còn có cái mục đích xứng đáng để mà đi. Và cuối cùng, phúc thay cho kẻ nào được bước đi trong cái thiện tâm, trong chánh niệm, trong cái tuệ, trong cái từ bi. Là ba cái phúc không? Mà cái phúc đầu tiên là phúc thay cho kẻ nào còn có khả năng đi bộ, có nghĩa là người này sức khỏe chưa đến nỗi, đúng không? Đấy. Thứ hai, phúc thay cho kẻ nào này mà còn có mục đích xứng đáng để mà đi bộ. Bạn con thấy lớn chuyện lắm. Tại sao có cái này được gọi là phúc? Là bởi vì sao? Bởi vì tôi nhớ có một cái anh Phật tử, anh làm, anh đi làm mà nhằm cái lúc mà Thụy Sĩ nó đang sa thải vì Covid nè, sa thải dữ lắm. Cứ có cái hãng anh làm 10 nó bỏ 4, 10 nó bỏ 4 mà quý vị. 10 người mà nó bỏ 4, ghê không? 10 người bỏ 4 đuổi nó đuổi sợ. Thì thấy anh cực lắm mà bữa đó trời tuyết tôi anh đi làm tôi nói anh coi mình đúng 60 mà thôi mình nghỉ làm đi anh. Anh giờ đâu có nghèo khó gì nữa. Thấy đội tuyết anh đi từ nãy mà. Cái anh cười hẹn con cũng muốn nghỉ lắm. Nhưng mà con nhớ mấy người mà họ bị mất việc á, bị đuổi việc hoặc mất việc rồi con thấy mình may mắn quá. Đấy. À, cho nên lúc ảnh nhờ ảnh nghĩ vậy cái nên ảnh thấy cực. À, hoặc là thí dụ buổi trưa nắng chang chang mình thấy trên đầu người ta đội cái thúng cái mũng cái thao cái rổ gì đó nó cực thiệt, mà ít ra cái bước đi của họ nó cho mình thấy hai điều. Thứ nhất họ còn sức khỏe để họ đi, thứ hai nữa nó là họ còn có cái mục đích để đi. Sợ nhất trong đời sống có một ngày mà chúng ta không còn có cái mục đích, không còn có cái lý tưởng, không còn có cái đích nhắm để mà hướng tới, để mà hành động, để mà sống, để mà hít thở, để mà đi đứng nằm ngồi, sợ cái đó lắm. Sợ cái đời sống mà không còn mục đích thì sợ. Nha, nhớ nha. Cho nên là phúc thay cho kẻ nào còn có khả năng đi bộ, bởi vì họ đi bộ cho thấy họ còn có sức khỏe. Và thứ hai nó phúc thay cho kẻ nào còn có mục đích, còn có lý do để đi bộ. Và cái thứ ba là cái quan trọng nhất, cái thứ ba này chỉ có người hành giả mới có được. Cái thứ ba, phúc thay cho kẻ nào từng bước đi là bước đi công đức, từng bước đi là dẫn về bờ giác, bến bờ giác ngộ. Cái này mới ghê. Đi bữa nào làm biếng cứ nhớ ba cái này: phúc thay cho kẻ nào còn khả năng đi bộ, thứ hai phúc thay cho kẻ nào còn có lý do để đi bộ, và cái thứ ba là phúc thay cho kẻ nào được đi ở trong chánh niệm và trong trí tuệ. Bởi vì từng bước đi lúc bây giờ nó là công đức nhiều lần và rất nhiều lần. Tôi nói chúng ta có vô số kiếp làm vua, chúng ta có vô số kiếp làm hoàng hậu, làm hoa hậu, chúng ta có vô số kiếp ăn trên ngồi trước, chúng ta có vô số kiếp hưởng thụ trong lâu đài cung son điện ngọc, nhưng mà chưa bao hiếm lắm, hiếm bao giờ chúng ta có được cái phúc mà đi đứng nằm ngồi ăn uống buồn vui co duỗi không mà bằng chánh niệm, hiếm lắm, hiếm. Bởi vì cơ hội làm người nó đã hiếm rồi thì nói gì về cơ hội gặp chánh pháp. Mà anh phải gặp chánh pháp và anh phải có một cái nhu cầu tâm linh như thế nào đó anh mới học giáo lý và anh mới chịu thực tập tệ quán. Cho nên chúng ta đã sung sướng từ vô lượng kiếp, chúng ta đã đi đứng nằm ngồi từ vô lượng kiếp, nhưng đi mà cho đáng cái đi thì nó hiếm lắm, hiếm lắm. Từng cái bước chân chánh niệm quý vị đó nó phải được cộng lại bằng vô số những cái điều kiện mà kim cương, chứ không phải điều kiện vàng, điều kiện kim cương. Thí dụ phải được làm người, phải mang thân người, phải gặp chánh pháp, cơ thể lúc đó tạm thời không có đau đớn bệnh hoạn, sáu căn phải đầy đủ không có khiếm khuyết. Ghê chưa, kể nghe ghê nha. Phải được làm người, phải gặp chánh pháp, cơ thể không có đang ở trong tình trạng gọi là bệ rạc, mà phải đầu óc phải tỉnh táo, và sáu căn phải đầy đủ không tàn khuyết, không khiếm khuyết. Thì đủ năm cái điều kiện này nè thì bà con mới có được từng cái bước chân kinh hành.
chứ đừng có tưởng là chân của tôi muốn đi lúc nào tôi đi. Xin lỗi nha, ngu xuẩn, nói vậy là dốt lắm nha, dốt lắm. Nó phải hội đủ năm cái điều kiện kim cương thì nó mới có từng cái bức tranh kinh hành nha. Cho nên cái bài kinh này nó sâu kinh hoàng, nó sâu giò không tới đáy nha. Nhớ từng bước chân này là bước chân này đã đổi bằng máu lệ từ nhiều kiếp mới có được bước chân kinh hành. Đấy. Chứ làm người mà không cái chứ làm sanh ở đời làm phàm phu mà không làm nhân loại thì đâu kinh hành được, chư thiên không đâu kinh hành được, phải không? Rồi các loài sa đọa đâu kinh hành được, rồi sao nữa, không có gặp chánh pháp là cũng thua. Gặp chánh pháp mà đầu óc mụ mị, thiếu niềm tin, thiếu trí tuệ, thiếu tinh tấn, thiếu chánh niệm thì tu cái gì nha, rồi cũng xong luôn. Rồi. Rồi cái gì cũng có mà sức khỏe không có sao đi kinh hành. À. Cho nên nó là nhiều lần và rất nhiều lần tôi nói, ngày chưa biết đạo, chưa học giáo lý, chưa tu tập tuệ quán tứ niệm xứ, chúng ta chỉ có những cơ hội hiếm hoi để làm công đức. Thí dụ như có dịp đi vào chùa, vào Phật đản, giao thừa, hoặc là đi vào trai tăng, đi vào tham dự một cái lễ lạc lớn bé nào đó, còn ngoài ra là biết lòng ước cơ hội nào. Nhưng bây giờ thì không, có học giáo lý rồi, có tu tập tuệ quán rồi, có thực tập chánh niệm rồi, thì cái cơ hội mà tạo công đức của mình đó, nó tính bằng giây. Có nghĩa là hít thở bằng chánh niệm đó là công đức, đi đứng nằm ngồi ăn uống nhai nuốt tiểu tiện co duỗi bằng chánh niệm đó là công đức. Đấy, từng bước đi của mình ý, trong vô lượng kiếp đó, mình đi chỉ đi để về cõi linh hồn thôi. Nhưng mà riêng bây giờ thì từng bước đi bây giờ là từng bước đi đi về giác ngộ, về trí tuệ, về đạo quả, về niết bàn. Mỗi bước đi nó giá trị như vậy đó, phải không? Cho nên hiểu được như vậy thì mình có sức tinh tấn, đấy, sức tinh tấn, sức tinh tấn để mà sống giữa đời, sống trong đạo. Đấy. Cho nên đây là lớp thứ hai của cái pháp kinh hành. Đấy, thấy chưa? Chứ còn mà nếu mà mình liếc cái bản kinh trên dạy trần cực đen thì bản kinh này cũng thường lắm, không? Nhưng mà không, cái này ghê lắm. Rồi cái thứ ba là ấp ba ba đồ thì cái người mà đang đi bộ tốt, thích đi bộ và đi bộ giỏi, hai cái khác nhau. Thích đi bộ là riêng mà đi bộ giỏi là riêng, không? Thì nó giúp mình bỏ mình bớt bớt được rất là nhiều dịch bệnh. Tôi có biết một vị sư bên Pháp, ngài kêu sư cái thật ra bởi là lên cái hòa thượng rồi, cũng thuộc về hàng tôn túc giáo phẩm, gọi là tôn túc chiếu trên. À, hôm nay là tháng mấy ta, hôm nay là cuối tháng năm hả, cuối tháng năm thì đầu tháng 6 là ngày ngày qua đây nè, ngày 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 sẽ đến cái chỗ mà chúng tôi đang ngồi giảng nè, hắn sẽ ghé là còn tầm tầm khoảng chừng hai tuần rưỡi nữa, khoảng 10 ngày đi, khoảng 10 ngày 2 tuần gì đó là ngài sẽ có mặt ngay chỗ này. Thì nhiều năm về trước là ngài bị tiểu đường, ngài bị tiểu đường mình cái tầm mà coi như dữ dằn đó. Ngày ngày một mỗi sáng là ngài đi bộ, ngày đi hai về hai là 4 tiếng, không mà ngài đi riết về ngài luyện thuốc luôn rồi. Thì dĩ nhiên có phải bác sĩ mà tôi hứa với bà con đi bộ là trị báo bệnh, tôi không dám hứa nha. Nhưng mà tôi dám nói cái này, trong trong này có bác sĩ, có dược sĩ, tôi vẫn nói là tôi không có bất cứ một cái bài, một cái loại thuốc nào, một cái tư thế sinh hoạt nào mà giúp mình chữa bá bệnh. Nhưng tôi có tin chuyện này, ăn lành uống sạch mà vận động cơ thể đầu óc hướng thượng thì đây là những điều kiện mà tuyệt đối cần thiết cho sức khỏe. Nếu mà có lăn đùng ra mà chết, chết cũng ngon hơn là cái người này thiếu cái gì, ăn không có lành uống không sạch, thiếu vận động cơ thể, đầu óc không có hiền thiện, đấy, không có niệm, không có tuệ đấy. Thì cái người đó là sống khổ chết khổ hơn. Có những cái bệnh mà gọi là chúng tôi cố ý để dành cho cái mỗi một cái cuốn Kalama, nó có những cái bài mà có như là nhiều cái làm sao mà để được sống an lạc. Ở đó giờ mình kinh mà ngài giảng về giải thoát, nhưng mà ngài giải thích tại sao mà các con phải sống thiện, ngài giải thích tại sao, và ngài giải thích sống sao cho nó an lạc, khổ sướng thân mà sướng tâm nữa kìa. Đấy. Cái kinh Kalama, cái kinh cái quyển quyển bốn đó quan trọng lắm. Quyển bốn có nhiều cái là đúng là quyển nào tôi cũng tâm đắc hết, mà 12.000 trang của kinh Tạng chúng tôi gom lại còn có 250 trang, 250
250 trang. Còn 250, 12.000 mà gom lại còn có 250 trang trong 5 cuốn. Thì để cho bà con thấy Đức Phật đặc biệt quan tâm đến đời sống của chúng ta nhiều lắm. Vua Pasenadi tức là một vị đại chủ thời Đức Phật, thời Đức Phật có rất là nhiều đời thí chủ, mà trong đó có bốn vị đại thí chủ được xem là nổi tiếng nhất, mà đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong cái công cuộc hoằng pháp của Phật về thành cao đồ kinh văn, gồm có vua Pasenadi là một, ông cháu ruột kêu vua bằng cậu á, là vua Asa Thế là hai, ông cấp cô độc với bà Quý Sa Kha là bốn, mà cấp cô độc với Quý Sa Kha là sao ta, là Suya, nhớ nha, là Suya. Hai người hệ bạn đạo không đâu, mà còn tới ba bốn cái quan hệ nữa. Một đó là Suya, thứ hai là đều là trong đạo là bạn đạo, thường xuyên gặp nhau trong chùa. Thứ ba là đều là thánh hết, mà trên đời này không có một cái mối tri kỷ nào mà nó xuất sắc ngon lành bằng cái tri kỷ giữa thánh nhân với nhau hết. Hai vị pháp sư Tam Tạng hoàn toàn có thể là bạn thân, nhưng mà nếu còn là thì độ tri kỷ hạn chế lắm. Nhưng mà nếu mà hai vị sơ quả mà ngồi cạnh nhau thì chúng tri kỷ được khiếp lắm này. Mà ông cấp cô động và quý sẽ ra là tri kỷ, gọi là coi như là tâm giao mà từ đạo đến đời luôn. Không, thì trong bốn người đó là ông vua Pasenadi, đó là ông là vị Phật tương lai đó. Ông còn ông vị Phật tương lai trong 10 vị Phật mà gần nhất đó, chứ còn Phật tương lai có tới vô số, là mười trong 10 vị gần nhất của vua Pasenadi. Còn vua Asa Thế đó thì phải hai tăng kỳ nữa mới trở thành một vị Phật độc giác, tên là Vichitavi. Còn ông Đề Bà Đạt Đa thì 100.000 đại kiếp nó thành một vị Phật độc giác, tên là Atthissaro. Có nghĩa rằng là muốn trở thành một vị độc giác ấy, thì phải trải qua một thời gian tu tập ba la mật trong hai a tăng kỳ 100.000 đại kiếp. Thì ông Đề Bà Đạt Đa ông đã tu hết số chẵn rồi, ông tu xong hai a tăng kỳ ông còn sót lại có 100.000 đại kiếp thôi. Còn vua 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 gì ta vua Sở Thế đó, thì ngay bây giờ nguyên thập giác chưa, ổng bây giờ ổng ổng lững lơ con cá vàng, nhưng mà trong kinh nói nếu mà thời Phật ổng không có, ông vua Sở Thế không có bị mắc cái tội giết cha là ổng đã đắc tu đủ hoàn rồi. Nhưng mà vì mắc cái tội giết cha cho nên ổng phải bị đọa. Ổng đọa xong rồi ổng trở lên là ổng cứ trầm lưng đến một lúc mà gọi là cái hạt giống Bồ đề nó chín mùi đó, thì lúc không có Phật ra đời đấy. Cái lão phái không có, mà lúc đó cái giai đoạn gián đoạn á, khoảng gián đoạn thì lúc đó là ba la mật kinh văn của ông nó đã chín rồi mà là không có gặp được chánh đẳng giác, sao ta, ông bèn chuyển nguyện trở qua tự ngộ, thay vì là kinh văn là phải nhờ người độ. Còn lúc đó bởi vì cái đất này mà quỷ xong xong nó suốt một a tăng kỳ đại kiếp, tức là 10 lũy thừa 140 không có Phật ra đời trong cái galaxy này nè, không có. Cho nên là ông phải ông tưởng đi lâu quá cái duyên chín mùi mà ông không thấy ai ra đời, tự động nó chuyển nguyện chuyển qua cái cơ chế gọi là lái tự động. Trong phi cơ đó, phi cơ nó có hai cái cơ chế lái, một cái là người lái là do phi công, nhưng mà cái cơ chế hai là cơ chế tự động. Có nghĩa là tự nó lái bằng cái mấy cái cảm biến điện tử thôi. Ở đây cũng vậy, khi mà gọi là suốt một năm kỳ không có phi công nào lái dùng thì ông ta chuyển qua cái cơ chế là lái tự động, có nghĩa là tự ngộ, có nghĩa là đủ duyên đủ chứng chứ không có cần thầy bà nào cả cái trơn. Tôi đánh một vòng cho nó lạc đề gì tôi mới quay lại nhân vật chính này, đó là vua Pasenadi. Đi có lần nó vô vào hầu Phật, vua nói trong kinh nói vua đó một ngày á vua hầu Phật 5 lần. Mà tại sao mà nhiều quá vậy? Bởi vì vua thương Phật đến mức mà vua cái hoàng cung cũ của vua hơi xa chùa, vua mới bèn cất một cái hành cung. Hành cung có nghĩa là một cái cung điện mà thường để dành vua đi cung điện, vua ghé cũng qua đêm. Bây giờ vua cất một cái hành cung kế bên chùa Kiền Viên, để mà khi nào có chuyện quan trọng hoàng cung chính để mà giải quyết. Còn nếu mà bình thường mà không có chuyện gì thì vua ra ngoài cái hành cung ở một ngày, vua vào gặp 5 ghê vậy, thương Phật lắm. Thì có lần nữa Phật Phật đang ở chùa vậy thì vua vào hầu, vua nói con mới ăn cơm xong con khó chịu quá đi, cứ ngày nào ăn cơm con cũng khó chịu. Thì Phật mới thấy có một cái người hầu đứng ghế bên vua, Phật mới nói cái này, mỗi ngày ấy
đại vương sắp ăn cơm, không thì là nhớ cái câu kệ này của ta, không ăn uống già chậm mà tuổi thọ dài mà thân tâm được an lạc. Có câu kệ mà tôi nói nữa thôi, ăn ít chừng mực thì già chậm tuổi thọ dài mà thân tâm đều an lạc. Vua nghe câu vua thấy đặc biệt quá, vua mới nói cái ông người hầu đứng cái bên vua đó, mỗi ngày mà dọn thấy người ta dọn cơm lên là nhớ đọc cái bài kệ này chậm nha. Là, mà ổng sang lắm, ổng sang như vua vậy, phải ổng là vua mà. Thì cứ mỗi lần cái ông này đọc lên là ổng lấy tờ vàng ổng cho. Ừ. Thì ổng ăn đúng như là Phật dạy mình đó. Nghĩa là thế mày dọn lên toàn mấy cái món mà hảo 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 khẩu không đó, thì ổng chỉ ăn bốn à, trên năm, tám trên mười thôi à, chứ không có ăn nhiều. Ừ. À, 4 trên 5, 8 trên 10 theo cái công thức cái 4 trên 5, 8 trên 10 ăn vậy đó. Không, ngon lắm thì cũng tới đó rồi. Nó đem thịt rồng tới cũng nhiều đó, cái 4 trên 5, 8 trên 10 ăn đúng cái mức thì được, có đâu có trong từng lễ nửa tháng ông thấy người nó ngộ quá chứ. Ông mới vào ông mới lạy Phật, ông nói xưa giờ con nghĩ Thế Tôn là Pháp Vương, chỉ chăm sóc cái đời sống tâm linh cho chúng sinh, cho chúng con thôi, tu hành giải thoát chấm dứt phiền não, vung bồi cái tánh trí. Nhưng bây giờ cũng còn ngộ ra chuyện nữa là Thế Tôn có lòng bị lo cả cái sức khỏe về sinh học của chúng con nữa. Này. Này thì trong đó là một bài kinh đó, trong trong tương ưng nhé. Thì bây giờ chúng ta lại đang học về tăng chi đấy, thì tăng chi một lần nữa ngày sẽ ngày dạy cho mình cái pháp tu, pháp tu mà giúp cho mình áp ba ba đô thì tức là thiểu bệnh ấy. Là ăn uống chừng mực, mà thêm cái là phải thêm cái là có khả năng đi bộ. Và cũng trong tăng chi đó, cũng trong cái phần mà năm pháp này ngày dạy có năm cái lý do để giúp cho một người sống lâu nha. Có cái đó có Kalama 4, có trong chúng tôi tập trung Kalama 4 quyển kinh ấy đang và sẽ sắp vô viện dưỡng lão rồi. Cái Kalama 4 đặc biệt những ai mà thấy mình cái như eo ôn đó, kiếm quyển 4 để mà đọc. Rồi toàn là pháp mà dành cho mấy cái người coi như là hết sức. Thì trong năm cái điều kiện để sống lâu của nó có cái điều là sinh hoạt hợp lý. Đấy, sinh hoạt hợp lý gồm có ăn uống hợp lý, đấy, đi đứng cái thời gian sinh hoạt, đấy, các tư thế phải được điều phối phân bổ hợp lý, không có gì quá nhiều không có ít và phải đúng lúc đúng thời đấy, thì mới giúp cho mình sống lâu được. Thì ở trong cái bài kinh mà Chakkappa Sutta này ngày dạy rằng cái phương bộ ấy, kinh hành ấy nó có nó nhiều cái tác dụng lắm, trong đó có ứng dụng là giúp mình bớt bớt bệnh nhiều lắm, tim mạch nè, đường nè, rồi bị stress nè, depress nè, depress mấy cái đó, đó mà đi bộ nó giúp cho mình rất là nhiều. Cái mà sợ nhất là bị stress hoặc bị depression ăn cứ ngồi mắt năm năm ngó vô tường cái thứ dễ dễ nhảy lầu xin lỗi nhảy lầu, mình phải bước ra ngoài cho thông thoáng có cái trời thay đổi cái view. Này đi trả cái tôi nói gì là bị la cũng sai kinh này, cái xác như thế này nè mà nước như thế này là sai nè, sinh hoạt không hợp lý không được, cái quá nhiều ăn bổ trà nhiều là nó đóng cục được. Cho nên ấy là cái lỗi thứ ba của kinh hành là gì, nó giúp cho mình là thiểu bệnh, thí dụ đó cho tiểu bệnh bớt rất là nhiều thứ đó, gọi là tăng tăng khai tăng sai tăng parinam bằng cách cái tư thế sinh hoạt ấy, nó giúp cho mình là tiêu hóa rất là tốt, rất là tốt, giúp cho mình ăn những cái thứ mà mình ăn uống rồi đó nó tốt, giúp cho mấy cái nội tạng mà nó cũng là tốt. Ăn uống mau tiêu hóa mà nội tạng mình nó không bị chèn ép để mình nằm nhiều quá, mình ngồi nhiều quá nó không có tốt. Cho nên cái điều thứ tư là nó hỗ trợ cho cái nội nội tạng của mình, cái đi bộ nó giúp cho cái. Thì mình nhớ liếc qua trên đọc trên mặt giấy thì mình thấy nó không có ghê, nhưng mà ngồi ngẫm là thấy ghê lắm. Trong cái pháp tu cái gì ta samatha à, thì phải bỏ năm mà có tại gì ta
là bỏ năm triền mà có được năm chi thiền. Đấy. Trong cái pháp môn tuệ quán thì bỏ số, bỏ sáu mà được năm. Phát tuệ samatha thì bỏ năm được năm, không? Bỏ năm triền bỏ được năm chi thiền. Còn cái tuệ quán thì bỏ bỏ sáu mà được năm. Bỏ sáu thì tức là năm triền, còn cái triền thứ sáu đó là triền vô minh triền. Đấy. Mà được năm đây là năm gì? Năm quyền. Đấy, là tính tấn định tịnh tuệ, nhớ ha. Thì tu học là một cái là thêm cái này và bớt cái kia, cộng cái này mà trừ cái nọ, nhân cái khác, không? Rồi, đó là tu học. Tu học là một hành trình gọi là cộng trừ nhân chia, đúng không? Đấy. Thì khi mà mình đi kinh hành là một cũng là một hành trình cộng trừ nhân chia cho cái cơ thể. À, cái gì cần thêm thì nó thêm, cái gì cần bớt thì nó bớt. Ừ, vậy cho nên cơ thể nó mới khỏe. Còn khi mình nằm quá nhiều, khi mình ngồi quá nhiều, này, khi mình đi mình ngồi quá nhiều, mình đứng quá nhiều đều không tốt. Có những chứng bệnh các vị biết nó hình thành là do mình đứng lâu quá, đứng lâu quá. Là có những công việc mà đứng nhiều nhiều giờ trong ngày ấy. Bên thị sĩ nó có bán một cái loại loại tắc gọi là sick paris để nó giúp cho mấy cái người mà đi máy bay hoặc đi tàu lượn. Tức là cái đôi tất mà nó giúp cho, và cái kinh thành đó nó là một cái tư thế nó giúp cho cái máu huyết tim mạch lục phủ ngũ tạng nó ở trong cái tình trạng hoạt động tốt, nó không có bị ngưng trệ ứ động nha, quan trọng lắm. Cho nên đây là lợi ích của pháp môn kinh thành. Nói đó bên tâm đó thì bạn bên tâm là cái gì, lưu thông tâm lý không để cho nó bị ao tù nước động, gồm có hai cách là thiền giác thì gồm có năm được năm thì bỏ sáu được năm, còn danh pháp về tâm còn về thì là sao, là vận động bốn quay nghi, quay nghi cho nó gồm đi đứng nằm ngồi để gì, để loại bỏ cái gì, loại bỏ nói về thân á, thì nó loại bỏ những cái bệnh tật mà về mình gì, bỏ hôn thủy nghiêm giúp cho mình bớt được cái hôn thủy, và hôn thủy mà nó vắng mặt rồi thì nó hỗ trợ cho cái khác. À, cái chánh á là mình đi kinh hành nhiều á là nó giúp cho mình bỏ hôn thủy ngủ lười, nhưng mà cái đó là cái điểm sau đó là khi mình cái tự nhiên ấy, không bị biến, nó mới là cái nền tốt để cho tính tấn niệm định tuệ nó phát sinh. Ở tu tâm cho tu tướng đúng, nhưng mà cái tướng nó hổ rất là nhiều. Cái chánh là tâm với tướng, nhưng mà cái tâm tư của kinh hành là gì, giúp cho mình được có được nội tạng tốt, ăn uống tiêu ngon lành, gọi là adikato smaiko, có nghĩa là nó giúp cho thể nghiệp bóng thôi. Là cái đi kinh hành giỏi á, thì họ thể trong mọi tư thế một thoải mái và tự tại. Đấy, thì quan trọng nha. À, kinh hành giỏi nó giúp cho mình có thể chứng là đắc á, chứng nhập thiền định trong mọi tư thế, có nghĩa là vị này có khả năng nhập định trong mỗi tư thế. Đấy, mình á thì cái thiền mình một là không học giáo lý, hai đó là khả năng định tâm mình yếu, mỗi lần mình muốn tập là mình phải ngồi yên, phải nằm yên, đúng không? Nhưng mà họ gọi là tinh thục, lão luyện, thuần thục này, thì họ có thể nhập định bất cứ lúc nào họ muốn. Và sẵn ở đây tôi cũng nói luôn, có gọi là ba cái tốc độ chuyển đổi tâm thái, có ba loại tâm thái trong đời sống mình. Ba tốc độ đó gồm có từ phiền não này qua phiền não kia với một tốc độ nhanh, thì cái này ai cũng có hết, con chó con heo cũng có khả năng này, từ tâm tham chuyển qua tâm sân, từ tâm sân chuyển qua tâm tham cái này chuyển qua tham cái kia, từ sân này chuyển qua sân kia, từ sân qua tham, từ tham qua sân, cái tốc độ mà chuyển đổi các cái loại tâm phiền não
đó là một tốc độ. Những người sống nhiều phiền não thì cái này họ có rất rất nhanh. Cái trường hợp thứ hai đó là chuyển đổi từ tâm bất thiện mà qua tâm thiện dục giới. Thì dục giới tức là thiện của mấy người còn hưởng dục, chưa đặt thiền, nhớ nha. Thì là cái tốc độ hai là tốc độ chuyển đổi từ phiền não thiện dục giới đó. Thì bắt đầu khó rồi đó, không phải ai cũng có khả năng này đâu. Không, tức là đang giận nhưng mà nghĩ cái gì đó cứ hết giận, chuyển qua từ bi. Không, đang bực mình tự chuyển qua bên trí tuệ, đang bực mình tự chuyển qua bên liệt, bên thiện định liệt. Đấy, thì cái đó được gọi là chuyển từ bất thiện qua qua thiện dục giới, đó là hai. Mà cái tốc độ này thì dĩ nhiên cái người phải phải sao kìa, phải hành giả miên mật, chứ không phải ai cũng làm được cái này. Đang giận mà búng tàn anh chuyển qua bên từ bi liền, thì tôi nghĩ cái này khó à. Không, nhưng mà từ phiền não này qua phiền não kia thì rất nhanh. Không, đang thích mùi nó chuyển qua thích vị, từ vị nó chuyển qua thích sắc, từ sắc đến vị tham, gặp cái mà nghe cái mùi bánh xèo xong như là thích cái cảnh khí, gấp bánh xèo bỏ vô miệng là nó chuyển qua tham cảnh vị, vừa nhai 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 cái nghe cái màn hình hát karaoke, cái nó chuyển qua mình cảnh thinh, đang đang nghe người hát rồi đó đẹp quá, nó chuyển qua mình tham cảnh sắc, nói chung là sắc thế vị coi như liên tục. Thì đó là người là độ chuyển đổi từ phiền não qua phiền não, cái này ai cũng có hết. Nhưng mà từ phiền não mà qua bên thiện là khó. Tốc độ 3 là chuyển đổi từ tâm dục giới qua tâm thiền đắc đại. À, khả năng nhập định như ý, khả năng tự tại. Như nhiều lần cái internet, cái wifi của sư hôm nay bị yếu đó quý vị, cho nên chắc có thể nhân nói với sư là bổ sung lại cái bài và giảng hôm nay cho quý vị. Sư ơi, sư mở mic sư lên. Dạ, cái mic. Vậy có bị mất không? Nãy giờ có bị mất không? Dạ, mất rồi ạ. À. Mất chỗ nào? Mất chỗ nào? Vui ơi, vui nhắc lại. Mất đoạn từ tâm dục giới qua tâm thiền đáo đại, sư mất có vài phút à? Chết rồi. Vậy là tự nãy tôi nghe hết. Dạ, bị rớt mạng á sư. Ờ, vậy là mất mạng. Dạ, mất mạng. Bây giờ tiếp tục mất nữa sư. Vậy là mai mốt quý vị thỉnh sư lại cái chú xứ mình mà không có wifi, quý vị đừng thỉnh nha. À. Chú xứ mới của sư đấy anh Kiên, à anh Nhân. Ồ vậy. Dạ, chú xứ mới của sư đấy. Ờ, vậy là bị tuyết phủ sóng rồi. Không, cái nơi này nó cách chắc rất là gần.
mấy bước chân thôi, nhưng mà chắc là chưa có mạng ha. Dạ, 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 cảm ơn. Dạ rồi, bây giờ ráng cho nó xong rồi, xích nữa về xong rồi. Bây giờ rồi, bây giờ là cái bốn cái tốc độ chuyển đổi nội tâm. Tốc độ một là người bất thiện thì họ có tốc độ chuyển đổi nội tâm từ phiền não này qua phiền não kia rất nhanh. Ai với trung trung thì nhìn cái mặt ông nhân này biết không, chuyển rất nhanh đấy. Từ tham qua sân, từ sân qua tham, từ sân chuyện này chuyển qua sân cái kia, từ tham cái này chuyển qua tham kia, từ ly tà chuyển qua hợp tà, từ hợp tà chuyển qua ly tà, từ tham tà hỷ chuyển qua tà xã, từ tham tà xã chuyển qua tà hỷ, rồi đó là chuyển mà khác là còn hơn là người ta nhập song tông nữa. Nhưng mà qua cái khó thứ hai đó là tốc độ chuyển từ bất thiện mà qua thiện. Cái vụ này chua, đang giận mà không biết nghĩ sao mà nó qua cái từ bi đó, thì cái đó tôi cũng lại luôn nữa. Nhưng mà cái đó cũng còn nằm trong khả năng của chúng ta. Nhưng mà cái thứ ba đó là có, tức là từ cái tâm dục giới mà chuyển qua bên tâm thiền đạo đại đó, là cái này phải là người đắc thiền. Và cái thứ tư là khả năng chuyển đổi từ tâm hiệp thế qua tâm siêu thế. Đấy, có nghĩa là thí dụ như vị thánh khi nào cần nghỉ ngơi trong 5 phút, 15 phút thì vị đó chỉ cần ghi nhận danh sắc theo cái pháp môn niệm xứ. Đúng như cái cách mà ngày trước mình đã chứng đạo thì chỉ vị đó chỉ bỏ ra có một giây đồng hồ để làm chuyện đó thôi, và sau một giây đó rồi thì vị đó hoàn toàn chìm sâu trong cảnh niết bàn, không có biết về cảnh hữu vi nữa nha. Và vị đó như mình đó, mình khó bây giờ mình có thể nghỉ ngơi trong vòng 5 phút 10 phút, nhưng mà vị thánh hoàn toàn có thể làm chuyện đó hoàn toàn, và trong suốt 5 phút 10 phút mà biết cảnh niết bàn đó thì toàn thân vị đó được gọi là relax tuyệt đối. Tuyệt đối, không? Tức là cái thiền quả đó, cái sự an lạc thiền quả đó là một cái là tâm lúc đó chỉ biết cảnh niết bàn, một cái cảnh mà từ vô lượng kiếp sanh tử mình chưa bao giờ biết tới. Thì vị thánh có hai cách để nghỉ ngơi: một là nhập thiền quả, đây là cách nhanh nhất, ít mất thời gian nhất, ít có phiền, không phải phiền phức mà ít tốn công. Còn cách thứ hai là hơi phiền đó, là hơi tốn công đó, là nhập thiền diệt. Nhập thiền diệt có nghĩa là phải nhập vào phi tưởng về phi tưởng, rồi chú nguyện không tâm trong khoảng thời gian bao lâu đó, không? Mà trong kinh nó chỉ có những cái vị mà cực kỳ giỏi thiền như là Đức Phật hoặc Ngài Sa Lợi Phất thì cả vị đó có thể nhập thiền diệt trong một cái thời gian rất ngắn. Còn mấy vị khác thì có thể chậm hơn. Mà đa phần thì các vị chọn 7 ngày làm thời gian nhập thiền diệt, sống trong cái tình trạng không tâm thức suốt 7 hôm, không? Tối đa. Mà riêng về cái thiền quả là không, thiền quả là không cần mất thời gian, không cần phải chuẩn bị gì hết, chỉ cần nghĩ là không có biết cảnh hữu vi nữa, không có biết cảnh danh sắc mà hữu vi vô thường vô ngã nữa, chỉ cần biết cảnh niết bàn thôi, thì trong suốt cái thời gian nó bị được an lạc. Và cái sự chuẩn bị này chỉ diễn ra dưới một giây đồng hồ, cứ nghĩa là quay lại ghi nhận cảnh danh sắc theo cái cách mà trước đây mình đã chứng đạo, không? Còn thời gian lâu mau thì tùy vị thánh động căn hay lợi căn, trí nhanh hay trí chậm, không? Sau khi quay lại cái đó theo cái cách cũ khoảng một phần mấy của giây đó là bắt đầu là quay trở lại sống hoàn toàn bằng tập phóng quả mà mình phải chứng, không? Thì như vậy là bốn cái tốc độ, bốn tốc độ: từ phiền não qua phiền não, từ phiền não qua thiện tâm, từ tâm dục lên tâm thiền, hoặc là từ tâm siêu thế, từ hiệp thế qua siêu thế. Có tất cả là bốn trường hợp. Và
để gọi là thuần thục, để mà đạt tới cái cảnh giới tự tại trong cái chuyện này, thì vị hành giả, đặc biệt là các vị thánh, phải gọi là từng trải qua đầy đủ bốn tư thế sinh hoạt, gồm có đi, đứng, nằm, ngồi. Vị này tân nhập định trong lúc nằm, tân nhập định trong lúc đi, tân nhập định trong lúc đứng, và đương nhiên là tân nhập định trong lúc ngồi một cách thuần thục. Thì trong đó, trong bốn cái ba cái tư thế kia là ba tư thế tỉnh thì nó dễ, nhưng mà tư thế động mới là khó, tư thế mà đi là khó. Nhưng mà với một vị mà tinh thần thường xuyên thì cái khả năng này không khó khăn. Cái chuyện mà nhập định trong lúc đang đi không khó khăn. Và tôi nhắc lại lần nữa, định ở đây chỉ là một cái trạng thái là tâm thiền thôi, chứ còn nhiều người mới nói nhập định là cái tự mà phải cứng nhắc ngồi yên nó thì chỉ mình ngồi yên cứ ngắt như tảng đá đó, thì nó là một tư thế định. Chứ còn mà định là phải bắt phải ngồi phải mất 1-2 phút, 1-2 tiếng hồ, thì cái đó là nói gì. Cũng này người cái vị mà thiền họ giỏi, họ có thể nhập định và xuất định trong nháy mắt. Nháy mắt như trong kinh nói, cái lúc mà ngài Bửu Kiền Liên, ngài dùng thần thông để mà ngài cảm thắng trong Long Dương năm đô bán năm đó, thì là cái tốc độ mà ngài chuyển đổi từ đề mục đất nước lửa gió xanh vàng đỏ trắng như sông ánh sáng, ngài chuyển liên tục nhanh hơn là cái tốc độ, nhanh hơn là cái dây đồng hồ nữa. Bởi vì con rồng nó tuy nó không đắc thiện, nhưng mà nó có cái thần thông do nghiệp sanh, nó nhanh lắm, nó đốt rồi nó phun khói rồi nó xiết, nó cuốn, nó nuốt, nó nhai ngài. Thì cứ mỗi lần nó làm cái gì thì ngài dùng một cái thứ thần thông tương ứng để mà ngài kèm chế nó, ngài thuần hóa. Thì sau cái lần mình đó, Đức Phật ngài xác nhận trước đại chúng tăng nhà rằng là trong hàng tinh răng của ta đệ nhất thần thông chính là một Kiền Liên. Tức là chính Đức Phật ngồi đó ngài quan sát, ngài thấy ngài là ngài một liên chuyển đổi đề mục liên tục. Có nghĩa là chỉ cần muốn thôi, muốn ra lửa thì ra lửa, muốn ra khói thì ra khói, xanh vàng đỏ trắng hay không ánh sáng liên tục như vậy. Thì cái vị muốn đạt được cái trình đó là phải từng tu tập trong cả bốn quan nghi. Và cái điều quan trọng mà tôi muốn chốt lại trong bài giảng này, cái cứu cánh tu hành không phải là thành tâm, nhưng mà cái người thường xuyên